Xin chào, tôi tên là Hoàng Anh, tôi đang học ở QAC, Queenstown Resort College. QAC là một trường rất là nổi tiếng về hospitality, quản trị du lịch khách sạn. Tôi thấy là ở đây là một môi trường rất là tốt để học tập và để phát triển về build up your confidence, để tăng về khả năng tự tin và có một mối liên hệ rất là tốt với khách hàng. Nếu mà bạn suy nghĩ về việc học hospitality thì bạn nên chọn QAC. Tên mình là Khôi, mình đến từ Sài Gòn. Mình chọn QAC bởi vì trường QAC là một trường danh tiếng ở Auckland, ở New Zealand. Và mình nghĩ rằng giáo viên thì rất là giỏi và có nhiều kinh nghiệm. Nếu mà bạn muốn có thêm thông tin thì hãy gia nhập Facebook của Việt Nam ở trên QAC. Tên của mình là Trúc Tăng. Mình chọn trường, mình chọn học ở Queenstown là vì ở đây là một town có cảnh đẹp, mình nghĩ là đẹp nhất, mình cảm thấy là đẹp nhất New Zealand. Còn mình chọn học trường này vì trường này rất là chuyên nghiệp về việc dạy cái môn quản trị khách sạn, cũng như các môn học ở đây cho mình rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như mình có thể đi thực tế, mình có thể thực hành tại các khách sạn, thì mình dễ tiếp cận với cái việc học về khách sạn, quản lý khách sạn nói chung.